Hôm nay NSoft sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hệ game của PS4. Thì trước mắt mình có thể nhìn ở bên ngoài vỏ đĩa, thì để dễ phân biệt nhất là bạn nhìn ở góc bên trái dưới cùng thì sẽ hiện lên cái logo. Thì đây là hệ Mỹ thì sẽ là dễ những ký tự chữ. Và bạn muốn chắc chắn đây là hệ Mỹ thì bạn có thể coi những thông tin ở trên đĩa, thì nó có chữ ghi là ở Mỹ. Thì đây là hệ Mỹ để dành cho những cái game ở phần dùng đó. Còn tiếp nữa thì bạn muốn coi những cái game ở hệ châu Âu thì cũng y chang như vậy. Nhưng mà ở châu Âu thì nó phân theo cái lứa tuổi của bạn phù hợp chơi cái game đó hay không. Và bạn có thể coi thông tin ở mặt sau của nó thì sẽ rõ hơn và chi tiết hơn. Nếu mà ở ngoài nó ghi thì bạn chưa có rõ và chắc chắn cho lắm thì bạn có thể coi kiểm tra mặt sau. Đĩa của Asia. Asia thì hơi khó hơn một tí vì một số đĩa sẽ không in gì hết. Thì bạn có thể coi ở mặt sau. Mặt sau thì ở phần dùng Asia thì mình có lợi thế hơn á, là mình có thể được những cái game nó hỗ trợ cái sub tiếng Hoa. Thì dành cho những bạn nào mà mình biết tiếng Hoa để mình có thể trải nghiệm game tốt hơn. Còn các bạn có những thắc mắc về cái DLC thì DLC nếu mà bạn muốn mua cho rẻ thì bạn có thể chọn phân dùng Asia. Thì do Sony đang có chương trình hỗ trợ phân dùng Asia cho nên những cái DLC hoặc là những cái game thì chắc chắn sẽ rẻ hơn ở phân dùng châu Âu hoặc là Mỹ. Thì đó là tùy cách bạn lựa chọn, nhưng theo mình thì bạn nên chọn khu vực Asia. Vì ở Việt Nam mình hiện tại đang có bán những mệnh giá là của Mỹ và Asia, là tức là bạc Thái. Thì bạn có thể nạp một cách đó rất là dễ dàng so với những hệ như là châu Âu. Nếu bạn thấy thích video này thì bạn hãy like, share và subscribe kênh của NSoft. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào bạn lần sau.